Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast của Bóng Đen, cộng đồng sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Đây là một cái channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Yeah, hôm nay anh rất là vui. Khi nào gặp anh Bóng Đen vui hết rồi ta. Anh được nhận quà. Một người em của anh tặng cho anh một cái bàn chải điện RB. Anh thì bình thường không có kiểu quen xài mấy cái bàn chải điện lắm, bởi anh thấy là trời ơi, có tay có chân tự nhiên cái gì nó cũng thụ động hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng khi mà xài xong thấy cái răng bỉnh sập dễ mang luôn. Cho nên anh mới nói là trời ơi, rất là cảm ơn người em này, bởi vì là đã góp vào cái công cuộc cách mạng, góp vào cái sự nghiệp kiếm tiền bằng mồm của anh đó. Ok, nói vui thế thôi. Thì cái chủ đề của cái số podcast lần này là anh muốn nói về cái sướng khi làm sáng tạo. Ok, let's go! Yeah, thì nhiều người hỏi với anh á là cái nghề này làm có vui không? Thấy có vẻ fancy cái kiểu. Rồi mấy em mà chuẩn bị ra trường này nọ cũng hay, anh là mentor cho mấy bạn, thì mấy bạn cũng hay hỏi là bây giờ em cũng học marketing rồi, em học về communications, vậy thì lúc mà ra trường thì em nên làm ở đâu trước ta? Kiểu nên làm agency trước hay là nên vào client đó, vân vân. Thì đại loại là mấy em cũng đang phân vân á. Ừ, thì đây là anh dưới cái góc nhìn của anh, là một người làm ngành, một người làm nghề ở trong agency á, anh cũng đã làm nhiều các agency khác nhau á, thì anh cảm thấy là đối với anh bây giờ anh vẫn muốn làm agency hơn. Có thể là do nhiều khi nó cũng hợp mạng nữa, nó nhiều khi câu chuyện tâm linh không đùa được đâu. Thì cái nghề nó chọn mình nữa, một phần là mình cũng yêu thích, một phần thì nhiều khi cái sự nghiệp nó chọn mình nữa. Thì cái này nó tùy mọi người nha. Nhưng mà đối với anh thì anh sẽ chia sẻ cho tụi em một số cái trải nghiệm của anh rất là thực tế, để làm sao để mình hiểu được cái sướng á, của cái ngành đó là nó như thế nào. Bình thường là người ta hay tập trung quá nhiều về những cái khổ, thì tất nhiên ngành nào nó chả khổ đúng không? Tụi em làm cái nghề này nó chả cực chả khổ. Nhưng mà khi mà mình tìm được cái sướng trong cái nghề đó, bao nhiêu cái khổ tự nhiên mình thấy nó nhỏ xíu, như mấy con muỗi thôi. Không, mấy con muỗi cắn cũng đau lắm, nhưng mà nói chung mình đập bẹp nó một cái thì nó cũng hết. đúng không? Thì cái sướng khi mà làm agency đó là gì? Thì cái đầu tiên á, đối với anh đó là đã cái nư. Đã cái nư tức là làm sao, phải nói sao ta? Giờ nhiều khi anh không biết giờ gọi là cái nư là cái nư, giờ mình định nghĩa cái nư là cái gì trời. Đại loại là nó đằng sau trong tâm hồn mình á. Không hiểu. Thì đại loại á là cái nư á là một người mà dạng như là muốn làm những cái gì đột phá, mới mẻ, ấn tượng, sáng tạo đó. Thì khi mà mình làm được cái điều đó rồi á, và nó trở thành hiện thực, tức là những cái ý tưởng của mình nó nằm trên giấy á, nó được thể hiện ra ngoài đời thực á, tự nhiên mình thấy nó sướng ghê lắm. Cái đó không có tiền bạc nào mua được. Đó là anh trải qua rồi, thì anh có thể chia sẻ cho tụi em cái cảm giác như thế này. Anh sẽ kể cho tụi em một vài cái câu chuyện nhỏ thôi. Thì đợt đó là tụi anh có chạy một cái chiến dịch cho một cái nhãn hàng máy lạnh. Bởi vì á, là thực ra ngay từ đầu á, là cũng trầy da tróc vẫy với cái dự án đó. Đầu tiên mà tụi anh ra cái concept á, thì ok rồi đó. Nhưng mà khi mà chốt cái câu key message á, cái câu thông điệp á, chủ đạo á, thì tụi anh gửi qua chắc cũng cả vài chục, gọi là vài chục cái option luôn á. Và mỗi cái option là tụi anh phân tích là pro and cons như thế nào luôn. Nhưng mà khách hàng mà không ưng. Đó, đợt đó tụi anh đi company trip ở Đà Lạt, chiêu chiêu cùng với Hoti á. Thì anh khách hàng á, là ảnh gọi điện cho tới Đà Lạt luôn, gọi điện cho tới lúc mà lên máy bay, gọi điện cho tới mà lúc về công ty luôn. Nói chung là vừa đi nhưng mà tụi anh cũng vừa chill vừa làm việc luôn đấy. Ừ, thì ra quá trời option luôn mà không ưng là không ưng. Lúc đó cũng hơi lo, bởi vì khách hàng họ đã cảm thấy là chưa ổn, chưa hài lòng á, là vẫn chưa có thể chốt được mà triển khai được. Nhưng mà may sao lúc đó
tự nhiên cái trong hàng ngàn hơi ghê, rất là nhiều cái option được đưa ra, thì cuối cùng tụi anh rằng mãi cuối cùng cũng để ra được một cái option cuối cùng, thì khách hàng cũng khá ưng. Thì cái dự án đó nó được chạy, thì cái dự án đó là một cái IMC campaign, nó chạy là 360 luôn, online, offline, nó có một cái key hook là một cái viral clip, rồi toàn bộ những cái thông điệp, tinh thần và key message, KV á, là được adapt ở trên online, là không nói làm gì nha, mà ở dưới offline á, nào là taxi, nào là xe bus, nào là billboard, nào là LCD, nào là quảng cáo theo máy, digital frame, vân vân. Tức là cái đợt đó đi á, do bởi vì rơi vào mùa cao điểm của cái nhãn hàng mà, cho nên đó là đi chỗ nào cũng thấy, mà cái câu đó nó cũng ngắn gọn, mà nó không chỉ nói về sản phẩm không, mà nó nói về một cái tinh thần nữa đó. Thì mới đầu thì mình cũng không có cảm nhận nhiều lắm nha, cho đến khi vào một đêm đẹp trời, một đêm Sài Gòn hơi se lạnh, không, đợt đó mùa hè mà lạnh gì chứ, không, nói chung là một đêm Sài Gòn khá mát mẻ đó, khá mát mẻ, thì anh chở bạn gái đó toàn ten tung tăng trên chiếc xe máy đó, đi bẹt, thì bắt đầu đi vậy, tự nhiên cái đi ngang qua một cái xe taxi, tự nhiên dán cái KV đó, xong bắt đầu tự nhiên trong lòng mình tự nhiên có một cái sự tự hào nó lạ lắm đó, nó có cái nư là nó vậy đó, tự nhiên mình thấy sướng gì đâu á, xong rồi bắt đầu là mình chỉ em coi cái đây công ty anh làm đó, cái đó team anh làm đó, đó thấy ghê không đó kiểu vậy. Xong bắt đầu đang đi xong thấy có một cái billboard lớn thiệt là lớn ngay cái trục đường chính luôn, xong bắt đầu mình chỉ đó, em thấy không, đó cái đó công ty em làm luôn đó, kiểu vậy, mình khoe vậy thôi. Nói chung bạn gái anh quen anh lâu, anh khoe nhiều cũng mệt, đó, không, bạn gái cũ thôi. Thì cảm giác là mình đi đâu mình thấy cái sản phẩm của mình, rồi team mình mà mình cảm giác được cái sự tâm huyết, mà mình thấy thức đêm thức hôm, rồi mình phải viết bao nhiêu cái ID trong trứng nước rồi nó mới được duyệt, rồi nó trầy ra tróc vẫy sao á. Nhưng mà khi mình được lên rồi, tự nhiên bao nhiêu những cái trải nghiệm trước đó nó ùa về, xong mình cảm thấy một phần tự hào, một phần là rất là vui, rồi mình cảm thấy cái nghề này mình yêu nó ghê luôn á. Thực ra những cái đó nó anh nói quay lại là cái tiền bạc nó không có mua được cái cảm giác đó tụi em. Thiệt sự, tất nhiên là quăng cho anh mấy triệu đô trong mặt thì anh vui thì đúng. Mỗi cái nó vui mỗi khác, nó không có so sánh được. Đó, đây là cái tính yêu nghề mình nó khác. Cái tiếp theo á, đó là một cái câu chuyện khác. Cái câu chuyện này kể về một cái nhãn hàng mà đồ ăn. Thì cái bạn này bán, đây là một cái thương hiệu rất lớn, gọi là chiếm 70% thị phần trong cái ngành đó. Nói cái tên ra thì chắc ai cũng biết. Thì cái đợt đó là cái thương hiệu này là vào dịp Tết, sắp Tết đó, ra một cái loại sản phẩm mới và muốn kể cho, gọi là có một cái câu chuyện thật là thú vị cho cái sản phẩm đó. Đó, chúng tụ gọi là làm truyền thông, làm sáng tạo thì chủ yếu là cái gì? Thực ra quay lại cũng là một cái story maker, một storyteller thôi đúng không? Đó, một người kể chuyện thôi. Thì đúng bài rồi, nên là mình ngồi cả team nó ngồi làm. Thì thực ra cái dự án này nó cũng, tức là những cái dự án này mà nó càng khó, mà nó càng quằn quại đó, thì khi mà ra được sản phẩm mà được chốt đó, thì mừng hơn, mừng lắm. Thì cái dự án này nó cũng vậy đó. Trời ơi, ta nói rent tôm, rent tủng các kiểu, rồi mua sản phẩm về ăn trải nghiệm, ăn xong no xong quên làm bài, rồi lùm la nó nhiều vấn đề lắm. Trời ơi, present chắc 3-4 vòng. Vòng 1 rồi gặp team marketing, rồi vòng 2 gặp trưởng phòng sale, rồi vòng 3 gặp chị phó tổng, rồi vòng 4 gặp nguyên BOD, rồi úi cha, trời đất ơi luôn á. Cuối cùng là cũng chốt được. May sao cũng ra được một cái câu chuyện khá ổn. Thì cái hay nằm ở chỗ là cái câu chuyện của mình nó không chỉ nằm trên online, nó không chỉ là những bài post, những cái clip lướt qua, mà là nó được in cái câu chuyện đó trên bao bì. Và cái sản phẩm này anh nói là nó phủ khắp Việt Nam. Và khi mình cảm nhận được là mình cầm trên tay cái sản phẩm đó, mình lật ở phía sau, mình đọc được những cái dòng chữ là những cái câu chuyện, là bao nhiêu tâm huyết của anh em đổ vô, rồi bao nhiêu đêm thức trắng, rồi đại loại thế, thì tự nhiên có một cái sự vui, nó cũng nó lăng lăng, nó lạ kỳ lắm. Mà cảm giác như là mình đã làm được một cái điều gì đó cho thương hiệu.
mình làm được cái điều gì đó cho cái sản phẩm này và nó mang lại một cái giá trị, nó không chỉ nó nằm ở cái việc á, là cái sản phẩm đó nó mang lại cái giá trị cho người tiêu dùng, mà là những cái tinh thần đẹp, nhân văn mình gửi gắm trong cái câu chuyện đó. Nó không nằm ở cái việc là bạn ăn cái sản phẩm đó bạn thấy như sao nữa, mà là bên cạnh cái đó chúng tôi cũng truyền cho bạn một cái tinh thần như thế nào, một cái tinh thần lạc quan, hay là một cái tinh thần là hãy biết quan tâm yêu thương gia đình mình, đại loại vậy. Tự nhiên mình cảm giác là mình cũng góp phần bé bé vào một cái công cuộc nào đó rất nhân văn của xã hội, của cộng đồng. Thì tự nhiên mình thấy rất là vui, giống như cái việc mà anh đang làm podcast cho tụi em nghe vậy đó, anh thấy vui vậy đó. Đã cái nư lắm. Rồi ok, đó là câu chuyện thứ hai. Tự nhiên nói câu chuyện thứ hai hoành lại nhớ câu chuyện thứ nhất. À, câu chuyện thứ nhất còn có một cái viral clip nữa đó. Một cái viral clip thì bên anh thì thường hay có xu hướng là làm những cái nó khá emotional, nó kiểu nhân văn á, kiểu nó đi đi sâu vào lòng người á. Thì anh nghĩ những cái giá trị đó nó cứ còn mãi thôi, nó không phải giống quảng cáo bình thường, mà nó có một cái câu chuyện đẹp. Đối với tụi anh là đẹp và nhân văn, đó là hai cái yếu tố mà tụi anh rất là muốn hướng tới. Thì cái sản phẩm đó, cái clip đó cũng khá là dài. Bình thường mà anh nói, nếu mà làm gọi là những cái clip mà ở trên mạng, trên social đi, nên ngắn thôi, tầm dưới 1 phút hoặc dưới 3 phút thôi. Trời ơi, đợt này làm gì đâu mà 7 phút mấy luôn, kể nguyên câu chuyện, gọi là phim ngắn luôn mà. Đó. Thế là cái lúc mà lên xong rồi mọi người share thấy cũng ok, thấy thì mình làm nghề mà mình thấy cái việc này nó cũng bình thường, mình chạy quảng cáo hết trời. Rồi thì cho đến khi mà anh share về tường của anh và rất là nhiều bạn bè của anh cùng coi, thì nhiều người cũng comment là ồ hay quá, rồi ý nghĩa nhân văn, rồi để giúp ích cho họ được cái này cái nọ. Thì mình thấy rất là vui ha. Thì có một người bạn cũng khá thân với anh, inbox riêng cho anh và nói là ôi Bon ơi, tớ bạn này là một người cũng khá nổi tiếng, thì bạn này thì ở Hà Nội, gốc là Hà Nội, nhưng mà vào Sài Gòn lập nghiệp và xa gia đình một thời gian. Thì tất nhiên là khi mà một người đi lập nghiệp, cái chuyện xa gia đình nó cũng bình thường, mà đối với bạn một người rất là yêu thương gia đình á, thì khi coi về cái clip mà cũng nói về gia đình như vậy, bạn có cái sự đồng cảm, bạn có cái sự đồng điệu, bạn nhắn riêng cho anh, bạn nói Bon ơi, khi mà coi cái clip đó tự nhiên tớ cảm thấy rất là thương cha thương mẹ, rồi tất nhiên thì xưa giờ cũng thương, nhưng mà ý là nhớ, rồi cảm thấy thương ơi là thương á, đại loại vậy. Rồi kiểu như cảm xúc nó trào dâng, rồi mình cảm thấy là mình biết ơn cha mẹ mình hơn nè, rồi mình muốn làm điều gì đó cho cha mẹ mình nè. Nói chung tự nhiên mình cảm thấy một cái sản phẩm quảng cáo đúng không, nhưng mà nó kể dưới dạng một cái câu chuyện nhân văn, nó có cái yếu tố yêu thương nhau á, xong rồi người ta nhìn ra được những cái điều đó, người ta cảm được những cái điều đó, cái người ta nói với mình, thì tự nhiên mình cảm thấy là nó đáng, cảm thấy là những đêm thức trắng ngồi tim nó đáng. Mình cảm thấy hàng trăm cái ID bị giết đi để chọn được một cái ID tốt nhất nó đáng. Và cảm thấy là bao nhiêu công sức của anh em á, nó không chỉ nằm ở cái việc là mình làm nghề để mình kiếm sống nữa, mà nó còn hơn như vậy nhiều. Thì ra khi mà tụi em làm rồi á, tụi em trải qua những cái điều đó một cái khoảng thời gian á, đến khi tụi em nhắc lại tụi em cảm thấy nó bồi hồi lắm. Thì cái đầu tiên đó là đã cái nư ha. Ok, cái tiếp theo á là đã cái đầu. Đã cái đầu tức là sao? Anh vẫn hay nói nếu như được thì tụi em khi mà bước đầu ra trường á, tụi em nên làm agency trước. Này anh nói thật, không phải là vì anh làm agency là anh nói thế đâu. Anh gì anh sòng phẳng lắm. Thì đối với anh á, thực ra làm cái nào thì nó cũng có cái hay riêng. Tất nhiên khi mà tụi em làm client thì em sẽ biết chuyên sâu vào một nghề, một ngành và một cái sản phẩm nào đó đúng không? Vì tụi em chỉ làm cái sản phẩm đó thôi. Mà khi mà tụi em làm agency á, là tụi em làm với rất 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 nhiều thương hiệu khác nhau, rất 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 nhiều cái sản phẩm khác nhau và nhiều ngành khác nhau. Cho nên đó là lý do vì sao á, mà bắt buộc mình phải thật là nhanh, học rất nhanh, nắm bắt rất nhanh và liên tục và đa ngành đó, chứ nó không có bó mình ở một cái ngành nào hết. Chẳng hạn như bây giờ tụi em làm một cái sản phẩm về, anh lấy ví dụ làm về cái gì ta, làm về
tự nhiên nhìn thấy cái gối, làm về cái gối đi. Ừ. Rồi làm về cái gối đi, thì cái số ngày thì em chỉ làm với cái gối thôi, không với cái nệm thôi, nói chung là loanh quanh đâu đó cái chuyện ăn ngủ thì ăn nằm thì đó. Thì tất nhiên thì khi mà tụi em làm chuyên một cái gì đó lâu thì tất nhiên là nó sẽ chuyên sâu, đồng ý. Đó, tùy mỗi người nha, lựa chọn nha. Mà đối với anh thích ví dụ như những cái ngày đầu đời anh muốn trải nghiệm rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như hôm nay buổi sáng làm một cái sản phẩm bỉm sữa đấy, một cái bỉm cho em bé. Cái buổi trưa đó, làm một cái sản phẩm cái cà phê, dù vậy nếu mà thấy thay đổi không, tự nhiên cái từ đang cái bỉm thấy hơi khai khai qua cà phê thấy thơm quá trời. Đó sau nghe tầm chiều chiều là làm một cái sản xe hơi xe sang đó, tự nhiên thấy luxury liền không. Cái buổi tối khuya bắt đầu ngồi rảnh ngồi làm thêm một cái sản phẩm về ăn uống chẳng hạn vậy, thì mỗi một ngày của mình nó mới mẻ liên tục. Và brief brief mỗi cái brief đổ về là một cái thông tin mới, một cái sản phẩm mới, một cái thương hiệu mới, một cái ngành hàng mới, và bắt buộc mình phải học, mình phải tìm hiểu mình làm đúng không, mình phải hiểu mình mới làm được. Bắt đầu mình ngồi mình mò mình làm đó, mình học xong mình biết thêm này biết thêm cái kia đó. Tự nhiên chưa nói gì cái chuyện mà đã đời với ai đâu, đã với mình trước. Cảm giác như cái bộ não của mình đó, nó được ăn hàng ngày á em, nó được tập gym mỗi ngày á, cảm thấy nó rất là cơ bắp nở nang đó, thấy sướng lắm. Rồi ví dụ như còn nói về chuyện xã hội đi, thì ví dụ mình đi ra ngoài đúng không, mình nói chuyện mình có nhiều chủ đề để mình nói lắm, kiểu như là mình cũng đã tìm hiểu qua về cái thương hiệu đó hoặc là cái sản phẩm đó hoặc là cái ngành hàng đó rồi, thì khi mà ngồi xuống mình ngồi bất kỳ ai ở những cái lĩnh vực khác nhau thì mình cũng có thể nói chuyện được. Dù hôm nay ngồi với một anh làm về công nghệ đúng không, hồi xưa mình cũng làm về công nghệ đúng không, mình cũng làm về sản phẩm, ví dụ như là mình làm về điện thoại đi, thì ngồi xuống cái là hai anh em nói chuyện về điện thoại được. Bởi vì xưa mình có làm rồi, mình viết nội dung cho nó mà. Cái đến ngày mai, ngày mốt cái tự nhiên gặp một cái chị đó làm về F&B, nói về bánh trái các kiểu các cũng, nó chảy nước miếng tè le, nói hồi xưa em cũng làm vậy đó, đâu em ngồi mà ăn quá rồi ăn em mập lên 5 kg kiểu vậy. Rồi nói chung là những cái chuyện vui thôi. Thì rõ ràng thì khi mà mình làm agency ấy, mình được va chạm rất 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 nhiều cái thương hiệu và rất nhiều cái sản phẩm và ngành hàng khác nhau, bắt buộc mình học liên tục, đổi mới liên tục. Đó, đó là một cái điều rất là đã cái đầu ha. Và một cái điều thứ ba đó là anh gọi là đã cái đời. Bởi vì cái này nó tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi người và cái sự đam mê của từng người khác nhau. Mà khi mà làm sáng tạo nó có một cái hay nó như này, nó khá là tự do. Anh cảm thấy nó những cái gì liên quan đến sáng tạo nghệ thuật thì nó có một cái chất gì đó nó khá là phóng túng, phóng khoáng và tự do. Riêng trong cái việc ăn mặc đi. Bởi vì rõ ràng là muốn để cái ID trong đầu mình á, nó phải thoải mái, nó phải dễ chịu, thì lúc đó ID nó mới len lỏi, nó mới xâm nhập vào được. Chứ đầu mình mà nó cứ rộn ràng, nó cứ tùm lum tè lem, làm sao mà để ID được đúng không? Và chính vậy cho nên đó là trong cái nghề này đề cao rất là nhiều cái sự tự do, cái tôi, cái tính cá nhân, cái màu sắc riêng của từng người, mỗi người đều rất là tôn trọng cái điều đó. Cho nên á lâu dần nó sẽ hình thành ra một cái style, giống như là những ai mà làm creative á là tự nhiên nhé, đây không phải là một cái gì chảnh hay này kia, nhưng mà đại loại là họ bản thân họ cũng ý thức được cái việc đó là nhiều khi cũng có một cái quyền á, cái quyền tự cho. Nói chung cái này bình thường nó cũng chả vấn đề gì cả, nhưng mà đại loại là mình thích sự nổi loạn đó, rồi mình thích sự phóng túng, rồi mình làm những gì tôi thích đó, kiểu thế. Cho nên là đầu tiên là nói về vấn đề ăn mặc á, mình sẽ không bị gò bó nha. Ân thì mặc quần đùi cũng được, không sao, ân mặc đồ gì rock riết gì cũng được, phụ kiện bấm đầy mặt cũng không sao, nói chung chả ai nói gì. Mà và trong cái môi trường đó người ta lại nhiều khi nha, không nói ra nhưng nhiều người còn thích á. Nhiều khi nhìn mình chán quá, boring quá, người ta cũng cảm giác thôi, cũng thấy ui làm creative sao không 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 ngầu ngầu gì trơn. Thì tất nhiên cái này tùy mỗi người nha, không nhất thiết phải làm creative nó phải màu mè lòe loẹt, nhiều khi bình thường cũng được. À, không ai nói gì cả, vấn đề là làm ra việc không. Nhưng mà ý anh đang nói ở chỗ là những cái bạn nào mà muốn thể hiện mình ra ngoài mà muốn một cách thoải mái á, thì cái môi trường agency á, là như là cá gặp nước luôn, là vô đó là mọi người rất là yêu thích cái điều này. Cho nên là các em sẵn sàng gọi là bung lụa thể hiện hết cái những cái gì mà mình có. Thay vì ví dụ như tụi em làm ở những cái công ty nhà nước hay là những cái công ty mà nó hơi formal như là ngân hàng đi, thì làm sao mà được mặc đồ theo yêu thích rõ ràng mà mặc đồng phục chứ.
mặc chuẩn chỉnh rồi khăn đeo thắt thiết nơ các kiểu đó, cho nên là lúc đó mình muốn mặc cái đồ khác có được đâu, mình muốn mặc đồ 6 màu có được không, không được luôn. Cho nên là rõ ràng là cái môi trường agency là một cái môi trường nó rất là tự do cho mọi người có thể thể hiện được cái màu sắc cá nhân của mình đó, nó đã cái đời lắm rồi. Họ là những cái thú vui của mình, đúng không, những cái đam mê, những cái yêu thích của mình. Đôi khi nhá, ở trong công ty ấy, những cái bạn như mình stress quá mình ra mình đánh đàn, mình đánh trống, mình chơi ca dong, mình thổi kèn. Thổi kèn, nói chung là nghỉ trong sáng nha, thổi kèn trong công ty là thổi kèn harmonica rồi thôi, thổi kèn lum la đâu. Rồi thì đó, anh thấy cái nghề này nó sướng. Thực ra làm cái này có nhiều tiền không thì đối với anh thì không nhiều lắm đâu, nó đủ, mình cảm thấy đủ thì nó đủ, nhưng mà nó không có làm cho mình thật sự là quá giàu đâu. Nếu mà muốn làm giàu thì nhiều cách khác, chẳng qua là ví dụ như mình yêu cái nghề này, nó gắn với mình, nó giống như hơi thở, nó giống như máu nó chạy trong người. Nè, nãy giờ anh nói chuyện với tụi em không hề có cả kịch bản rồi nha, chỉ nhìn có cái gối với cái chăn rồi đó đó, bởi vì là nó ở trong máu mình rồi, cho nên là bấm nút cái là bạc 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 bằng 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 luôn thôi đó. Chứ là khi mà mình làm nó đủ lâu mà nó ngấm vào trong cái từng tế bào mình á, thì từ đầu á mình cảm thấy là cái nghề này nó gắn với mình, đúng không, cái nghề cái nghiệp này nó đi với mình và mình yêu thích nó, thì ngày nào mình còn yêu nó thì ngày đó nó còn yêu mình nhé. Ok, bye bye tụi em, chúc tụi em sức khỏe và làm việc tốt, yêu nghề thì nghề nó sẽ yêu lại nha, bye bye.